tuyệt vời. Mua ngay về uống kịp thời đỡ luôn. Zenko làm giảm rõ rệt hắt hơi, nghẹt mũi, chảy nước mũi, tương hương nước biển sâu của Pháp. Sản xuất theo công thức nhượng quyền từ Mỹ, Zenko xịt sạch không mũi, nhựa xương rất mịn. Zenko thích hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ 1-2 tuổi. Nghiên cứu lâm sàng so sánh Zenko với nước biển sâu của Pháp đã được hội đồng khoa học nghiêm thu. Kết quả, Zenko làm giảm rõ rệt hắt hơi, nghẹt mũi, chảy nước mũi, tương hương nước biển sâu của Pháp. Xin mời quý vị nghe chuyên gia chia sẻ một số cách sử dụng thuốc hoạt huyết. Thuốc hoạt huyết tăng cường sức đề kháng. Tôi năm nay 70 tuổi bị chóng mặt, ông nhà tôi bị mất ngủ nên chúng tôi uống thuốc hoạt huyết thường xuyên. Tôi hết chóng mặt, ông ấy ngủ ngon, không những thế cả hai còn thấy khỏe hơn, không ốm vặt như trước. Cháu tôi 7 tuổi rất hay ốm, tôi có nên cho cháu uống thuốc hoạt huyết không? Thuốc hoạt huyết có tác dụng tăng cường mạnh mẽ lưu thông máu, mang oxy và dưỡng chất nuôi dưỡng khắp cơ thể nên giúp cơ thể khỏe mạnh, ít ốm vặt. Các cụ tuổi cao tuần hoàn suy giảm, máu lưu thông kém nên dùng thuốc hoạt huyết thường xuyên giúp tăng cường sức khỏe là phù hợp. Tuy nhiên trẻ em tuần hoàn còn tốt, không bị suy giảm như người già thì thuốc hoạt huyết không thích hợp. Thuốc hoạt huyết nhất tăng cường mạnh mẽ lưu thông máu, giúp tăng cường sức đề kháng, sức khỏe. Kinh nghiệm sử dụng thuốc hoạt huyết đông y thế hệ 2 điều trị đau bụng kinh chết đi sống lại. Trên 60% phụ nữ trẻ bị đau bụng kinh nhẹ thì chỉ cần chườm đau xoa bụng nặng thì dù đã dùng thuốc giảm đau, bệnh đau dữ dội chết đi sống lại. Co thắt vùng bụng dưới, bụng chứa tăng cường đau lan lên lưng, sát đùi, lan ra thắt lưng, làm đau mỏi lưng hông, đau khiến người mệt mỏi, chóng mặt, vã mồ hôi, mặt tái nhợt và sợ hãi mỗi khi ngần nghỉ kinh. Như hẹp chít lỗ cổ tử cung, là nội mạc tử cung, u xơ tử cung, nhưng nguyên nhân chính trực tiếp gây đau là máu lưu thông kém, huyết ứ vùng tử cung khiến tử cung đột nhiên co thắt, máu khó thoát ra ngoài. Nên hướng mới điều trị hiệu quả nhất chính là thuốc hoạt huyết đông y thế hệ 2 tăng cường lưu thông máu, làm tan huyết ứ, giúp máu dễ thoát ra ngoài. Kinh nghiệm sử dụng thuốc hoạt huyết đông y thế hệ 2, hãy dùng thuốc hoạt huyết này một tuần trước kỳ kinh, liều bình thường ngày 4 viên nếu bạn đau nhẹ trung bình và tăng liều lên 6 đến 8 viên nếu đau nặng. Có thể dùng hàng ngày, thuốc vừa làm hết hoặc giảm hẳn đau, vừa làm sạch kinh nhanh. Hoạt huyết nhất tăng cường lưu thông máu, làm tan huyết ứ, giúp máu dễ thoát ra ngoài, làm hết đau bụng kinh. Hoạt huyết nhất là thuốc điều trị, không phải thực phẩm chức năng. Đặc biệt dễ khi sử dụng. Em bị đau bụng kinh, uống thuốc giảm đau bác sĩ kê mà vẫn đau tái mặt. Chị cũng từng bị vậy, đau quằn quại ở bụng dưới với lưng hông. May và quen được bác sĩ Đông Tây y kê cho thuốc hoạt huyết với hết đau. Đau bụng kinh, ta lại uống hoạt huyết. Không bị đói. Đau bụng kinh chủ yếu là do máu lưu thông kém, huyết ứ vùng tử cung nên khuyên chị uống thuốc hoạt huyết đông y thế hệ 2 một tuần trước kỳ kinh. Chị uống và hết đau thật. Hoạt huyết nhất tăng cường lưu thông máu, làm tan huyết ứ, giúp máu dễ thoát, làm hết đau bụng kinh. Hoạt huyết nhất là thuốc điều trị, không phải thực phẩm chức năng. Đặc biệt khi sử dụng. Đặc trị và hạn chế tái phát viêm khớp, thoái hóa khớp, sưng, đau cứng khớp bằng thuốc đông y thế hệ 2. Hội nghị quốc tế thuốc thảo dược tại Seoul 2013 định nghĩa thuốc đông y thế hệ 2 là thuốc điều trị chủ đạo dùng trong bệnh nặng, được nghiên cứu lâm sàng đầy đủ và cạnh tranh hiệu quả với tân dược, nhất là trong điều trị và hạn chế tái phát bệnh mãn tính, ít lần ít tác dụng phụ. Bạn bị viêm khớp dạng thấp, sưng, đau cứng khớp nhất là cổ tay, cổ chân, bàn ngón tay chân. Bạn bị thoái hóa cứng, đau lục cục khớp gối, khớp háng. Bạn bị thoái hóa cột sống cổ, cột sống lưng, gây đau mỏi vai gáy, cứng cổ, đau lưng, tê bàn chân tay. Bệnh khớp thường là mãn tính, tân dược dễ nhờn, khó chữa dứt, bệnh tái phát ngày càng thường xuyên và càng nặng. Điều trị nên kết hợp tây y giảm nhanh triệu chứng, đông y hạn chế bệnh tái phát. Rất may đã có thuốc xương khớp đông y thế hệ 2 hiệu quả vượt trội. Xương khớp nhất tăng khí huyết thông kinh đạt, điều trị hiệu quả xương khớp giảm thấp, thoái hóa khớp gối, khớp háng, thoái hóa gai đôi cột sống, làm hết sưng đau cứng khớp tê bàn chân tay, giúp hạn chế tái phát bệnh khớp hiệu quả. Xương khớp nhất là thuốc điều trị, không phải thực phẩm chức năng. Đặc biệt dễ khi sử dụng. Hội nghị quốc tế thuốc thảo dược tại Seoul 2013 định nghĩa thuốc đông y thế hệ 1 chỉ là thuốc hỗ trợ điều trị dùng trong bệnh nhẹ chưa được kiểm chứng lâm sàng, còn thuốc đông y thế hệ 2 là thuốc điều trị chủ đạo dùng trong bệnh nặng, được nghiên cứu lâm sàng đầy đủ và cạnh tranh hiệu quả với tân dược. Để các bác sĩ và bệnh nhân tin dùng, các sản phẩm đông y phải đạt chuẩn thế hệ 2 là thuốc điều trị chủ đạo dùng trong bệnh nặng, hiệu quả tương đương thậm chí vượt trội so với tân dược kể cả nhập từ châu Âu, Mỹ, nhất là trong điều trị và hạn chế tái phát bệnh mãn tính, ít lần ít tác dụng phụ. Chữa bệnh mãn tính cũng như diệt cỏ dại, tây y dùng diệt gốc từ sâu vài ngày từ rễ trong đất, cỏ lại mọc lên. Bệnh tái phát nếu chùa cỏ bật gốc thì dù sau vài tuần cỏ không mọc lên, nhưng thời gian sau nếu các hạt cỏ mới rơi xuống đất chúng sẽ mọc lên thành đám cỏ mới. Bệnh tái phát thuốc đông y thế hệ 2 không chữa bệnh chuyển nhổ hay cắt cỏ mà từ từ làm khô cứng đất, khiến cỏ thiếu nước héo dần. Khi đất khô cứng hoàn toàn cỏ sẽ chết khô. Sau này nếu các hạt cỏ mới có rơi xuống đất thì cũng không mọc lên thành đám cỏ mới được, bệnh không tái phát. Dược phẩm nhất thuốc đông y thế hệ 2 hiệu quả vượt trội. Tư 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 xin.